Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Tất cả mọi người trong Hero Team đã bị thu nhỏ biến thành tí hon rồi mọi người ơi. Như vậy thì mình sẽ có thể ăn thịt tất cả những người nào mà đã từng ăn hiếp mình. Mọi người chị chậm ơi là chậm luôn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình, à không phải kế bên, phải nói đúng là ở dưới chân của mình, đó chính là mèo Simmy và Camus. Chào mọi người đây. Rồi ok, còn bên này chính là Sammy và Kyron. Chào mọi người, Kyron. Hello mọi người, tại sao okay. Không cần mập như con heo vậy? Ê, nha, tôi có mập nha, lúc nào cũng chơi tôi mập hết bạn ơi, Sammy quá đáng thật sự luôn á. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay nè, bạn có thấy xung quanh mình có gì không? Đây, mấy bạn đang nghĩ rằng bọn mình đang bày nhà cửa ra chơi bán đồ hàng đúng không? Nhưng không phải đâu. Hôm nay, chào mừng các bạn đã đến với một mini game mới của Hero Team. Mini game chốt tìm phiên bản tí hon. Nghe hơi hấp dẫn rồi đúng không? Ngày hôm nay nè, mình đã mời Hero Team vào trong đây để cùng với mình trốn tìm tí hon mọi người ơi. À, trốn tìm tí hon nghĩa là sao? Có nghĩa là bọn mình sẽ biến thành tí hon nhỏ xíu luôn, sau đó sẽ chui những cái món đồ chơi này và trốn. Đấy, và tất nhiên rồi, mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết video hôm nay sẽ có một cái sự xuất hiện của một gọi là nhân vật rất là đặc biệt luôn. Mấy bạn hãy xem nhân vật đó là ai nha. 3, 2, 1, biến hình. Đó mấy bạn ơi. Đố mấy bạn biết nhân vật này là nhân vật nào? Kyron, đố Kyron biết nhân vật này là nhân vật nào? Ủa Kyron rồi. Kyron rồi. Ủa trời ơi. Kyron biết hắn lười. Con lười hả? Con lười đúng không? Trời ơi trời. Ok bạn ơi, và ngày hôm nay nè, chào mừng tất cả mọi người đã đến với chốn tìm tí hon bà Granny. Nhìn cũng xinh à, nhìn cũng xinh á. Trời, chị gái nhìn xinh quá à. Cay sao cay. Trời ơi là trời. Nhìn vậy mà kêu xinh kìa trời. Ok bạn ơi, đó chắc chắn là mấy bạn nào mà hay xem YouTube thì chắc bạn cũng biết đến nhân vật Granny này rồi đúng không? Đây là một nhân vật gọi là rất là gọi là hung dữ trong một cái tựa game kinh dị đó. Thì ngày hôm nay bà ta đã xuất hiện ở trong Minecraft để gọi là trốn tìm cùng với lại Hero Team và để xem coi liệu rằng ai sẽ đóng vai bà Granny và đi kiếm Hero Team thì các bạn xem video sẽ biết nha. Còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm thử coi ai sẽ là người đóng vai bà Granny để đuổi những người khác, gọi là những người khác sẽ đi trốn nha bạn nha. Thì ở đây nè, mình có chuẩn bị một cái máy. Từ chối ra, tụi con không muốn biến thành bà già xấu xí đâu. Thôi đừng có nói nhiều. Luật chơi là như vậy rồi, không có được gọi là từ chối gì hết trơn. Ở đây, ở chỗ này nè, tôi có để một cái máy nè, thì trong cái máy này có block của mọi người nè. Bây giờ ai xung phong ra bấm nút đi để coi ai sẽ là người gọi là xấu số nào. Mình chứ. Rồi ok, Simmy hãy bấm nút đi nào. Let's go. Màu xám. Màu xám các bạn ơi. Vậy là Sammy sẽ biến thành bà Granny hung dữ. Trời ơi bạn biết không, Sammy bình thường đã hung dữ rồi, Sammy mà biến thành bà Granny chắc sẽ hung dữ gấp đôi luôn. Bạn sợ lắm, sợ lắm. Trời ơi, vô nghe không chịu. Tôi xinh đẹp như thế này mà bắt tôi biến thành Granny là sao? Không có chịu. Không biết, cái này là Sam phải chịu thôi. Không được, cái này Sam bị biến thành bà già xấu xí. Ok rồi, tôi sẽ để cái block của Sam qua một bên. Rồi ok, bây giờ mọi người ơi, chúng ta cùng nhau thu nhỏ và đi trốn thôi nào. Lấy đồ thu nhỏ nè. Rồi ok, thu nhỏ lại. Siêu. Đó. Mình thu nhỏ tí hon luôn nữa bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ bước trên tấm dáng này. Bum. Rồi. Ok, cái đôi đi. Cái đôi đi. Anh em mình đi trốn chung nhau đi cay. Được bạn ơi. Trốn chung là chết chung nha. Ôi kệ tôi. Ừ đúng rồi. Hay 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 cay cay chui chui đi. Được rồi, vô đây. Vô đây là khỏi kiếm luôn. Vô đây là khỏi kiếm luôn bạn ơi. Trốn chưa? Trốn rồi nha. Ui trời bạn ơi, bạn nhìn kìa, Sammy biến thành bà Granny rồi kìa. Ghê quá. Ơi cay ơi. Bọn mình thì bà Granny đi nghỉ mấy con nha mấy con. Bọn mình mà bị bắt một cái. Bọn mình mà bị bắt một cái, bọn mình sẽ bị ăn thịt đó cay ơi. Trời ơi kinh dị quá. Bạn ơi, mình nghĩ là chúng ta đứng khép vô cái chỗ này tí đi. Đứng ở đây bà thấy á. Yên tâm không sao đâu. Ê Sam ơi. Phải thu nhỏ lại nha. 2, 1, biến hình. Đó, bà Granny teo nhỏ lại rồi. Rồi xong, bà Granny teo nhỏ nè bạn ơi. Ok. Mình sợ bạn ơi, cái cây kiếm, cái cây gậy mà bà Granny đang cầm bạn chứ còn quýnh hai cái thôi, mình chết queo luôn á. Xem coi.
con đây chơi với bà đi. Mấy con đây chơi với bà đi, bà cho kẹo nè. Thôi bà ơi, không chơi đâu, bà chơi mình bà ơi. Trời ơi, bà không đẹp. Bà làm từ gỗ đúng không? Con biết bà. Rồi, bà cho ăn mấy cái kẹo gỗ thôi, có gì đâu trời. Hay là hai đứa mình gọi là chơi trò đuổi bắt đi cay, mình ra mình được các bạn ơi, bây giờ mình ra mình lùa Sam đi. Alo, ra lùa bà Candy. Ơi, mình ra mình lùa bà Candy đi. Bà Lan đi rồi. Mình đang chạy nha. Alo. Ủa bà Lan đi đâu cay? Gì vậy? Ê, sau lưng kìa cay ơi, sau lưng kìa cay ơi. Đây không? Mình có phù hợp không bạn? Dạ, mọi người ơi, tôi thấy vô lý đó mọi người. Mọi người ơi, tôi thấy vô lý. Vô lý gì vậy? Nửa tim nửa tim mà bà quánh con chát lên. Không rồi, xong rồi. Bà ơi, bà đuổi theo ca mui hay đuổi theo ai đi, đừng đuổi theo con nữa. Cho con xem nào. Con muốn thắng, con không thắng, con không muốn thua đâu bà ơi. Trời ơi trời, đừng lại quá. Ôi bà Danny mặc váy bà chạy chậm quá bà. Trời ơi chạy nãy giờ không đuổi được con, bà còn có nửa tim không bắt được. À. Đây tôi bắt cái. Rồi xong rồi. No. Đây. Bà chạy nhanh chạy. Số điên bà chạy nhanh lên chạy. No. Bơi. Đây bà bơi cùng con nè, chúng ta cùng làm nha. Ôi chạy nhanh. Kiếm ơi. Chạy kiếm ơi. Từ từ, bây giờ bà đi kiếm gì ta, bạn mui đã. Bạn này hồi trừ im lặng quá ta. Ôi trời ơi. Trời ơi, con có biết gì đâu, bạn cứ con đi trời ơi. Con chỉ là biết trốn thôi, không biết chạy gì đâu. Làm coi hết. Thoáng rồi Hùng ơi, thoáng rồi. Thấy hả? Trời ơi, hay quá. Trời ơi, bạn ơi, may quá. Ơi. Ê, bà ơi, con nói bà nghe nè. Bà ơi, bên bên này nè bà. Chị ca mui núp trong cái nhà màu tím nè bà. Chui vô hả? Chui đó đi bà, chui vô đó đi bà. Đây, bà thấy rồi. Trời ơi, 10 điểm. Chui đó đi bà, chui vô đó đi bà. Đây, bà thấy rồi. Mình đã giành chiến thắng với nửa team mấy bạn ơi. Yeah. Đâu, con ơi đứng lại cho bà quýnh cái coi con. Không, con thắng rồi bà ơi, con thắng rồi bà, không được quýnh con nữa. Ơi, vậy con, vậy quýnh con. Bà ép nè bà. Bà ép nha mấy con. Yeah. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết điểm cho các bạn nha. Rồi, ok bạn ơi, vậy là
coi như Sammy đã là người giành chiến thắng. À không nhầm, tính ra là Sammy là người giành chiến thắng trong cái gọi là đuổi bắt thôi, còn mình là chiến thắng trong cái việc trốn nha các bạn nha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng điểm nào. Thì ở bên này nè, mình có để cái phần để tổng điểm nè bạn, thì mình sẽ lấy mấy khối kim cương rồi để tổng điểm nha. Thì Sam bắt được Kamui nè, Simmy với Kairon là Sam sẽ được 3 điểm, còn mình trốn được thì sẽ được 1 điểm. Đó, rồi ok, để cuối video coi ai sẽ là người gọi là được nhiều điểm nhất. Con này tính ra người đi tìm á được lợi lắm luôn á, cho tôi đi tìm coi, cho tôi đi tìm coi. Ok ok, chưa chắc đâu nha. Người nào mà trốn được lâu hơn thì người đó cũng được lợi, cũng được điểm mà. Đấy rồi ok, bây giờ tiếp theo để coi người nào nha, để Phong bấm luôn cho nhanh nè. Tít. Trời ơi, tự bật nghe có luôn. Xin chào. Quá không ơi. Hay quá ta, trời ơi hay quá. Tôi bấm xong cái ra tôi luôn bạn ơi. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Rồi ok, bây giờ tôi là bà làm bà Randy đó, mọi người trốn đi. À quên, mọi người nhớ nha, mọi người nhớ là không được chạy nhanh nha, uống sữa vô cho hết chạy nhanh nha, chỉ có người đi bắt mới được chạy nhanh thôi nha. Mọi người đã trốn xong chưa? Bây giờ tôi sẽ đi kiếm mọi người đây. Ok. Ôi, siêu nhân, à không nhầm, phải siêu nhân. Ôi, bà Granny đi, biến hình bùng chiêu. Rồi ok bạn ơi, mình sẽ đi kiếm nha. Rồi bây giờ đầu tiên là mình lấy cho mình cây kiếm nè. Ok. Trời ơi, Granny răng răng trắng kìa, ghê quá. Ok, rồi sau đó mình sẽ thu nhỏ lại và mình sẽ đi kiếm đây. Mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi. Không, không biết á, trốn hết rồi không thấy đâu. Trời ơi, Granny chạy nhanh như sắt vậy mọi người ơi. Cái ơi, chủ kỹ rồi. Cái trốn kỹ quá mà cái thò cái tay cái ra vậy cái. Ôi trời ơi. Cái ơi. Cai ơi, Cai ơi nè. Cai Don là người bắt đầu tiên bạn, trời Cai Don nước quá bạn ơi. Thấy Phong Nhận đứng ngồi cười dễ sợ. Rồi, bây giờ tôi đi kiếm tiếp nè. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Không biết. Không có ai dại dột đi trốn một cái nhà mãi đâu Phong à. À, vậy là Kamui thấy em gọi là chui cái nhà đó, vậy là Kamui sẽ đứng ở gần đây. Ok rồi, Kamui đang ở đâu? Nói vậy thôi chứ sao biết chỗ được. Cái gì đâu trời. Ê, để xem coi Kamui có trốn trong con vịt không ta, con vịt nè. Ủa không có luôn. Rồi. Nghĩ sao người ta ở trong đấy vậy? Dại dột quá. Ê, ở đâu ta? Oh my god, tôi thấy cả hai người này á. Ở đâu ta? Ủa? Ủa, chị thấy hai người luôn á. Ủa, chị em thấy xem rồi, thấy xem rồi. Rồi, con sẽ gợi ý tiếp cho bà này. À, con thấy một cái ngôi nhà màu xanh dương với cái mũ đỏ. Cái gì vậy? Cái mũ đỏ. Cái gì vậy? Thầy ơi. À, nhà xanh dương cái mũ bà đỏ đúng không? Cho tôi hết thời gian bà ơi. Ok ok, yên tâm đi, bà còn 1 phút rưỡi lận con ơi. Chết rồi, bà hết thời gian luôn. Tung tình là mua mặt áo với xem lưng vậy luôn á trời. Mọi người ra đây đi phong thương nè. Sam ơi, Sam ra đây phong thương nè Sam. Trời ơi, trời ơi, tôi không ngờ là Sam đẹp trai lắm đâu, phải là già nhăn nhua vậy đâu trời. Ủa. À, thấy rồi nha. Chạy đâu hết Sam ơi, chạy đâu hết. Ôi, Sam từ người vừa đi hả? Trời khổ thân. Cái bà này tè luôn á. Yeah. Chị em mà bắt được vậy mới. Ơi, còn muốn con gợi ý thêm không bà? Gợi ý thêm đi con ơi, tí nữa bà tặng bà kẹo. Anh đó luôn á, anh đó luôn á. Trời ơi. Để coi. Ui, ui. Ui, nguy hiểm đó nha. Đừng có nói, đừng có nói. Gì vậy? À, biết ngay mà, biết ngay con đặt sau gốc cây mà. Này thì mèo Simmy nè, bà thấy rồi. Trời ơi. Ủa, bà thì là có thắng rồi đúng không? Ủa, đúng rồi đó, vậy là Kamui thắng rồi hả Kamui? Hết thời gian rồi. Ok ok. Em tin chị, em tin là chị nói chỗ em đầu tiên luôn. Rồi ok bạn ơi. Hai nhà mà em. Vậy là các vui đã giành chiến thắng bằng cách là gọi là phản bội hội chi em mọi người. Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tổng điểm thử coi coi mình được bao nhiêu điểm nha mọi người nha. Rồi bây giờ Phong sẽ biến trở lại thành người bình thường nè. Rồi ok, tổng điểm thôi. Thì Phong đã kiếm được 3 người là Kairon, mèo Simmy và Sammy, cho nên là Phong sẽ được thêm 3 điểm nữa. Kamui sẽ được cộng thêm 1 điểm nữa. Rồi đó. Phản bội chị em để có 1 điểm. Ôi trời ơi. Cày thật bệ. Ok, rồi tiếp tục để coi coi người tiếp theo gọi là đi kiếm sẽ là ai nha. Tiếp. Oh, Simmy. Mèo Simmy, mèo Simmy. Quá đủ rồi. Mẹ ơi, cũng bị đấy. Ai, trời ơi, dữ quá.
ok, để tôi hỏi đâu kia sửa đã, tôi uống sữa đã, để tôi hết chạy nhanh đã. Rồi ok, mình sẽ thu nhỏ người mình lại nè. Rồi ok. À, bà Simmy, chị ta Granny ơi, bà để xíu bọn con đi trốn đã, rồi bà hãy kiếm nha bà. Rồi ok. Rồi bọn con đi trốn đây. Rồi ok, kiếm trốn chạy được nè. Rồi. Ủa, 5 phút phải lấy kiếm luôn. Đúng rồi, phải lấy kiếm. Chết rồi, bà không lấy kiếm. Ok. 3 2 1 vô. Rồi. Trốn rồi. 5 phút của bà bắt đầu. Rồi ok, 5 phút của bà bắt đầu rồi. Lúc này là được rồi đó. Không ngờ là mình lại nghĩ là cái chỗ trốn siêu VIP rồi vậy. Ai, tính ra hồi nãy. Tính ra hồi nãy ấy thấy Sam nè. Mình thấy Sam nữa bạn. Đi đi trốn trông ngon đây, tôi vừa ngồi, tôi vừa đi á. Đừng, bà đang đi đang tới, bà đang đi đang tới. Chúng đôi vậy không? Mình chúng đôi. Ở sao bà Granny im lặng dữ vậy trời? Bà Granny đi kiếm bà im lặng quá vậy bà. Ủa tôi nhảy được ăn gian đúng không? Ăn gian. Trời ơi, cái chỗ đổ mà bà Granny đi. Cái này gốc bay rồi, sao nhảy được? Không nhảy được. Sao lần nào Kairon cũng là người bị bắt đầu tiên vậy ta? Đây nè bạn, tôi đang thấy Kairon. Sao lần nào Kairon cũng là người bị bắt đầu tiên vậy ta? Đây nè bạn, tôi đang thấy Kairon. Oh my god. Hai gà không ai ơi. Hiểm bay. Nghe mất một đó chứ trời. 3, 2, 1, vô. Chạy tiếp. Ok không sao. Đây bạn bạn nhìn nè. Bà Granny đang chạy ở bên dưới nè bạn, đang đi kiếm tiếp nè. Ui bà Granny kìa. Bà Granny sử dụng chỗ kìa. My god. Rồi xong rồi. Sim ơi, hãy thu vô người bị mỏi chân, em thấy không chị ơi, mỏi chân mà. Chị là người bị hại, em sẽ kiếm cam vui chứ. Đúng rồi, Sim ơi. Sim hãy nhớ lại đi. Chẳng chú trả lời cho bán đứng mọi người. Đúng rồi, chị bán đứng em. Ê, cái này cao ủng hộ, Để lấy ra sức. Chị thấy làm mọi người. Để chị làm vậy có tốt không hả? Chị có biết em. Em không hề tiết lộ chỗ chị trốn, nhưng chị lại bán đường hai của em. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ là phong em... chảy nè, Sammy nè. Sammy nhìn buồn cười. Cái vậy tôi thích Sammy mà, hôm nay kỳ chị tôi vui chết rồi sao. Rồi bây giờ phong chảy nè, Sammy hãy phụ Sim kiếm Camui đi. Đó, để tiêu diệt Camui. Tôi đang đi kiếm giùm nè, trời ơi. Cái con người bán đứng chị em là nó phải bị trừng trị. Sao lại thành 2 đi, 2.1 này trời, ghê vậy. Để mình đi kiếm Camui luôn coi, để coi Camui ở đâu ta. Cái gì vậy mọi người? Mình biết Camui ở đâu rồi nha. Không biết em vừa làm cái gì không em? Em lỡ tay chị ơi, em lỡ tay không biết gì đâu, không biết gì. Dạ. Đáng sợ, đáng sợ đó trời. Ông không biết nè, đâu. Tôi nói mọi người biết nha. Mấy bạn chết rồi nha, bạn đã hy sinh rồi nha, bạn không phải nói nha. Ok rồi, không nói gì được. Trời ơi, bà này trốn đâu ta anh từ. Ủa trong dừng lại khoảng chừng 2 giây, bấm thời gian chưa vậy? Bấm thời gian rồi, còn 1 phút 40 giây. Ôi đuổi nhau, đuổi nhau kìa, bạn ơi nhìn nè. Mình sẽ quay từ phía trên xuống cho bạn thấy. Đây, mình sẽ quay từ phía trên xuống cho bạn thấy cảnh đánh nhau. Ôi rồi đánh Sam luôn. Không, coi như là Sam thắng rồi. Ok bạn ơi, vậy là Simmy. Em không phản đối nha, cái phần này phản đối nha. Phản đối gì? Cái này là chơi đầu tiên là chơi tim mắt, chơi xanh lận nè, không chơi. Trời ơi, chị ơi. Chị cũng chỉ đường cho em bây giờ. Trời ơi, chị biết. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng điểm nha bạn nha. Rồi ok, tổng điểm nè. Thì Simi đã bắt được 3 người sẽ được 3 điểm. Sammy đã giành được chiến thắng trận này, Sam được thêm 1 điểm nữa. Ôi trời ơi, hai người mình bằng nhau. Sam bằng mình nữa bạn ơi, chết rồi, mình không muốn đâu, mình phải là người giành chiến thắng. Không có điểm gì cả. Cairon không điểm nào. Ủa mà sao tự cái sao tôi thấy Cairon bay màu rồi mọi người? Hả? Cairon làm hồi nãy mình bị đánh là mình bị biến thành bình thường đó bạn. Đây giờ mình người bình thường. Thành bình thường hả? Ok rồi, tiếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem coi người tiếp theo đi kiếm sẽ là ai nha bạn, để coi Cairon hay là Camui đây. Rồi ok, chuẩn bị nè. Tiếp. Yeah! Rồi sẽ là chung cuối. Chúc mừng Cairon. Rồi các bạn sẽ phải trả giá. Ủa trời ơi. Xong các bạn trả giá. Rồi ok. Tôi cũng hy vọng. Để xem tôi biết Randy đây. Tôi cũng hy vọng là tôi sẽ trả giá. Rồi ok. Đó, bà Randy Cairon bạn ơi, bà Randy Cairon. Ok rồi, chuẩn bị nha. Thu nhỏ lại nè. Sao mình bị đói rồi tôi lại. À quên, đang ngoan cánh nè. Cairon ơi. Cairon hãy quay mặt ra chỗ khác nha, để gọi là tôi đếm từ 1 đến 3 xong rồi Cairon quay lại nha. Ok bạn luôn, ok luôn. Rồi ok rồi, bây giờ đi trốn đi nào. Trốn chỗ nào giờ nhờ. Trời ơi, tôi cũng không biết trốn chỗ nào hết các bạn ơi. Ủa? Cái gì vậy? Ủa em? Ở trời. Ok, rồi tôi trốn xong rồi ok ơi. Được, bây giờ. Ủa gì chưa xong nữa hả? Không sao, đi kiếm luôn. Đúng rồi. Trời ơi, bà Rani kìa, trời ơi, ghê quá. Ôi, mà thấy bà Rani, bà xuất hiện rồi các bạn ơi. Chết rồi, nguy hiểm quá. Ui. Hồi nãy nghe nói Phong giết mình đúng không? Không có đâu, không có đâu. Mình ép, Vui nè. Vui ghê vậy. Hay quá. Rồi, cao mùi bị bắt rồi các bạn ơi. Chị đã thấy được cái sự đỉnh cao của em chưa? Hả? Anh may thôi, chị chưa kịp trốn xong, hoàn thành chưa xong mà. À, thế à. Đúng, chứ còn gì nữa. Okay. À, Sammy nè. Ngồi xong Sam tạm biệt Sam nghe. Rồi, Sammy nè. Okay. Rồi xong tiếp luôn. Tiếp về trốn, đừng giống đồ giống cái rồi. Yeah, mấy bạn ơi. Mình mà người cuối cùng sống sót, mình sẽ là người giành chiến thắng. Rồi, người giết con trước. Em đâu ta? Đi kiếm thử. Ngu gì xuất hiện. Ôi, ok bạn, được. Ôi. Ghê vậy, Phong chỗ còn hay vậy. Phong ơi, ghê đi Phong ơi, mình chỗ kẹo em nè, ghê đi chơi mình nè. Thôi, không có chị đâu bạn ơi, thôi bạn chơi mình bạn đi, mình không chơi với bạn đâu. Hả, à, trời ơi, Randy Kai sao bắt được Sim được, anh lỡ. Gáy à. Bắt được Sim được, Sim chọn chỗ trốn đỉnh lắm. Tôi không biết rằng là Kai có kiếm được Sim hay sao hay không, nhưng mà thật sự là tôi nghĩ rằng Kai sẽ không kiếm được tôi đâu bạn ạ. Mọi người nói Kai coi lại. Em thấy mà. Ok, Kai được 3 điểm nè, Sim được thêm 1 điểm nữa. Rồi đó, mình có 3 đối thủ rồi các bạn ơi. Ok. Rồi. Và xem qua. Người cuối cùng sẽ đi kiếm sẽ là Camui nha các bạn nha. Rồi ok. Đi qua cái thằng nha mọi người. Rồi ok mọi người ơi, tập trung lại đây. Trời ơi, bà Randy Camui này là hơi bị đáng sợ luôn các bạn ơi. Trời ok. Ủa hay vậy, cười lại ơi. Em tính ra chị ơi, em phải em khen chị đâu nha, nhưng mà chị anh thấy hợp với bà anh đi. Rồi, thấy cam vui hả? Ủa chị giống lắm luôn chị, cho tụi em tuổi đâu giống đâu chị ơi. Trời ơi, okay. Bây giờ nè, bọn mình cùng nhau thu nhỏ lại nào. Siêu. Rồi ok. Mình cùng nhau đâu à, anh. Đề nghị bà Randy Camui quay mặt ra chỗ khác đi, để người ta đi chơi nè. Các cháu sẽ không chạy được đâu các cháu à. À ok bà. À, bà ơi bà đừng nhìn qua đây nha bà. Trời ơi bà không cần nhìn luôn. Dạ dạ. Bà thấy bà nhảy disco trên kia rồi các con bà ơi. Bà đi dễ bấm pin. Rồi ok bà ơi, con núp xong rồi đó, còn mấy bạn khác con không biết nha. Xong luôn rồi. Còn các cháu khác thì sao nè? Gì mà nhanh vậy? Gì mà nhanh vậy trời, từ từ. Dạ xong rồi bà ơi. Ủa từ từ sao mấy bạn nhanh vậy? Ủa là xong không chưa?
Dạ chưa ạ. À. Con chân nhắn. Anh lên đó. Anh lên. Ca Mui đang hóng được đánh người khác lắm rồi. Ủa? 5 phút của bà bắt đầu. Ok. Oh my god. Mình cười ác thật chứ. Tôi thấy sợ quá mọi người ơi. Tôi thấy Ca Mui đóng vai Rani. Tôi thấy sợ quá mọi người ạ. À. Thấy hợp luôn á. Thấy sợ mà thấy hợp. Không có gì đâu mà sợ ấy. Trời ơi. Biết sao chị hợp không? Tại vì Mui lúc nào là ác. Trời ơi. Đây là không biết là cái chỗ đó là đâu nha. Dạ. Cháu đang ăn bánh ạ. Ủa thế chứ? Nó bà ăn bánh có được không? Thôi bà giật là bánh bánh chi bà. Trời ơi bà uống sữa lên rồi. Ủa cháu bà già với bật bà còn ăn nhiều chứ còn nếu mà không ra bà trẻ ba đâu bà già đâu. Bánh bánh này cháu thừa đó. Bà ơi bà ơi. Cháu cứng lắm. Bà ăn bà gãy răng á. Con nói bà nghe nè, bà hãy đi vòng vòng xung quanh nhà, nhiều khi núp ở xung quanh nhà bà xong thấy bà chạy đến rồi lẻn lẻn ở đằng sau lưng nhà. Hợp lý quá ta. Con à lễ phép con gợi ý cho bà luôn á bà. Trời ơi, đó lễ phép gì đó là chơi gọi là vô duyên á. Để con kiếm chỗ của gọi là không cận con chỉ á bà. Không có chuyện đó đâu. Cái này bà thấy hợp lý à. Ủa sao từ nãy giờ người ta 1 phút rưỡi trôi qua bà chưa kiếm được ai vậy bà? Bà cười dữ lắm bà. Không thấy ai ta. Bà gà của bà ơi. Bà không có đánh đi gà đâu. Không, không phải. Bà không thể kiếm cháu đi bà ơi. Nếu mà bà không kiếm được thì mọi người sẽ được 1 điểm. Oh yeah. Ê cái này hình như hơi sai sai thì sao không thấy ai vậy? Gì kỳ vậy? Hơi sai sai đó mọi người. Xong rồi. Mọi người sao không thấy ai vậy? Tôi thấy bà Granny đang nhảy búp bình bên kia mà bà không kiếm được ai hết. Tụi con là tụi con chơi nâng cấp bà ơi. Tụi bà con ơi, chơi không có ai ở bên khu bên đó đâu. Tại bên khu bên kia hết rồi bà ơi. Vậy hả? Vậy sao bà tin người bà ơi? Trời ơi có khi nào ai thở vậy? Ai đầu tiên quá bạn ơi. Đầu tiên quá bạn ơi. Mấy bạn có thấy những pha hồi nãy không? Đầu tiên bạn. Tức là cháu ở trong đây ư? Dạ không có đâu mà. Không ta. Không có đâu. Ôi bà. Còn mấy phút là hết rồi đó. Còn đi phát rồi. 2 phút 40 giây nữa nha. 2 phút 40 giây nữa nha bà nha. Bà ơi. Bà đi nè. Bà đi phát rồi. Phát rồi. Bà không kiếm được hết. Phát rồi. Ủa. Tung tin. Tôi thấy ai đó ở đây nè. Trời ơi. Tung tin. Tôi thấy ai đó ở đây nè. Trời ơi. Sammy. Ôi trời ơi, tự được điểm chứ. Nãy mà không thấy ơi, mà. Cháu ơi, cháu gáy. Nếu mà Sam gáy mà bị phát hiện thế thì Phong ơi gáy thêm đi Phong. Dạ thôi, con không gáy nữa. Con ngoan rồi. Trời ơi. Thôi con ngoan rồi, con gáy rồi. Con gáy à. Danny đang đi tìm mọi người, mà đang livestream rất là trực tiếp mà. Trời ơi, sao không đi? Ơi bà ơi, con nghe có tiếng nước, hình như có ai nhảy. Ai nhảy xuống nước các bà? Trời ơi. Đâu qua nhảy nước đâu mà. Wow. Cảm ơn cháu nha. Đúng cháu đúng là một người cháu tuyệt vời đó. Chạy đi gáy ơi. Không gáy đừng chạy gáy ơi, gáy đừng chạy. Ôi. Gáy đừng. Cái ông ơi, bạn chơi bạn anh em chơi chơi trò này ta gọi là không nha. Cái này duyên, là cháu duyên, cháu duyên, là duyên. Cháu ngoan cho nên cháu chỉ cho bà chứ đúng rồi. Nãy bà chỉ cháu rồi, cháu phải chỉ giờ cháu phải chỉ bà đúng không? Đấy chỉ đâu bà thấy cháu hay không lịch sự cháu đó. cháu nghe tiếng nước cái cháu biết ngay là có người nhảy xuống nước liền luôn á. Sao bà không nghe thấy tiếng ta? Chết rồi già cả rồi khổ quá. Bà ơi. Bà ơi còn con còn cháu với mẹ Sim Mi với bà. Sim Mi cháu ở đâu vậy cháu? Bây giờ giữa Sim Mi với Phong cần ai sẽ là người thắng đây? Trời ơi. Oh my god, có khi là mình với Phong cực thắng luôn mọi người. Khéo thế thật đó trời. Nếu mà hết giờ thì coi như là mình với Sim sẽ là người giành chiến thắng. Dễ gì. Còn 40 giây nữa bà ơi. Trời 40 giây làm ăn gì giờ? Ừ, xong 40 giây làm được cái gì trời? Làm ăn gì đây? Rồi xong rồi, bà hồi nãy bà cười dữ lắm mà bây giờ bà kiếm không ra. Cháu yêu bà, cháu năm đi bạn chân. Đù cười đã tắt. Đằng sau nước mắt. Con đúng rồi là 10 giây thôi á. Con đúng 10 giây thôi á trời ơi trời. Ngon
đúng rồi, hai bên đúng rồi. Em bên này xin bên này á, hai người đi chèo. Em này chỉ có Thái Lan ở thôi. Ôi oh trời, trời ơi, trời. Yeah. Trời ơi bạn ơi, vậy là Simmy được thêm một điểm, là Simmy đã là người giành chiến thắng rồi. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. Trời ơi, phải chăng hai người mất điểm nhất là Kairon. Trời, nói bạn nghe nè. Không hiểu sao nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy hối hận quá. Nếu như bọn mình kết hợp lại với nhau thì khéo anh em bọn mình một trong hai người sẽ giành chiến thắng, sẽ đem đến được gọi là niềm vui cho mọi anh em. Cái giá đây nè, cái giá bạn phải trả rồi bạn ơi. Ok bạn ơi, đây là hậu quả hiểu không? Vậy là coi như trong trận này trốn tìm bà Randy thì mèo Simmy đã là người giành được chiến thắng nha bạn nha. Ok. Trời ơi, cùng cô phản bội chị em mà vẫn không thành công. Và mấy bạn có muốn những trận sau bọn mình sẽ trốn tìm cùng với nhân vật nào nữa thì bạn nhớ comment xuống bên dưới thì mình sẽ gọi trốn tìm với nhân vật đó nha các bạn nha. Mình đua rồi. Ok, còn bây giờ thì không sao, dù gì mình vẫn hơn điểm Kairon, bạn Kairon thấp nhất. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye. Trời ơi, quá còn đắm sắc ở thế giới ơi. Hello team, hello team.